Hello, xin chào tất cả quý vị, các cô, chú, chị và các bạn đang theo dõi trên kênh Stan TV. Chúng ta trò chuyện với nhau qua rất nhiều những cái thông tin nóng và hôm nay Stan TV muốn chuyển tới cho cô, chú, chị và các bạn thêm một cái thông tin nữa liên quan đến những cái thành phần mà đã từng đấu tố với CM Nguyễn Phương Hằng. Liên quan trong câu chuyện này thì chúng ta đã thấy có những cái thành phần là chống phá nhà nước, chống phá các cơ quan chức năng. Cô chú anh chị và các bạn cũng đã nghe những cái thông tin liên quan rằng là Thái Văn Đường đã bị bắt, nhưng chưa biết là cái thông tin này 100% hay chưa. Nhưng mới đây trên báo Công an Nhân dân cũng đã vạch mặt những cái kẻ như Thái Văn Đường và một số thành phần như Trương Quốc Huy hay một số cái thành phần lưu vong phản động ở nước ngoài. Chúng ta thấy rằng là trong cái câu chuyện này thì nó có rất nhiều điều, và đặc biệt là những cái thành phần này thì đều tham gia vào những cái câu chuyện liên quan đến drama của Sơn Nguyễn Phương Hằng. Khi mà chị Hằng bị bắt thì những cái thành phần này, kẻ tung người hứng, kẻ thì tấn công, người thì lại xoa dịu. Rồi trong những cái quá trình diễn ra drama thì có rất nhiều người đã không hiểu và theo dõi những cái thành phần này để rồi hiểu sai về cái chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như là các cơ quan chức năng của Việt Nam. Bản thân chị Hằng luôn nói và tôi tin chắc rằng kể cả sau này, bản thân chị Hằng và doanh nhân Huy Dũng lúc nào cũng luôn mang cái tinh thần yêu nước cho dù có chuyện gì xảy ra. Trên báo Công an Nhân dân mới đây đã phanh phui một cái điều mà chúng ta phải thấy rằng là đúng là khi mà chị Hằng chị nói về những cái thành phần chống phá nhà nước này thì quả là đúng đấy, chứ không không sai. Và nó như thế nào thì giờ thì chúng ta chia sẻ một chút đã, thì chúng ta bắt đầu cùng nhau phân tích nha. Tiếp theo thì trên báo Công an Nhân dân có đoạn viết như thế này: Đường Văn Thái đã tạo lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội để phát tán những bài viết hình ảnh chứa đựng những thông tin không đúng sự thật trên nhiều lĩnh vực của Việt Nam, tập trung bóp méo, thổi phồng, bôi đen tình hình đất nước và kích động người dân tham gia vào các hoạt động gây rối. Năm 2017, sau khi về nước, Đường Văn Thái đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục có những hoạt động chống phá Việt Nam ngày một manh động. Khi một số đồng bọn bị bắt, biết rất khó tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật, năm 2019 y đã tìm cách trốn ra nước ngoài với mục đích xin tị nạn chính trị. Cuộc sống tị nạn của Đường Văn Thái, đây là mấy cái quan trọng này, của Đường Văn Thái ở Thái Lan cùng một số trường hợp khác đang rất khó khăn khổ sở để được các thế lực thù địch chú ý quan tâm và có tiền sinh sống. Khi mà đọc đến cái đoạn này thì STV mới lại thấy rằng là STV đọc một vài trang của những cái thành phần phản động, và thật sự là khi đó thì mới thấy rằng là tưởng là cao sang thế nào, hóa ra thì cũng ở nhà trọ. Và có một số thành phần đó thì nói rằng là đã đến nhà trọ tìm Thái Văn Đường và chia sẻ rằng là không liên lạc được với Thái Văn Đường. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng là chưa có tờ báo chính thống nào đăng tải những cái thông tin Thái Văn Đường bị bắt đưa về Việt Nam cả, mà đó chỉ là những cái thông tin chúng ta giống như là lưu truyền nội bộ và nghe trên mạng xã hội thôi. Nếu như Thái Văn Đường bị dẫn giải về Việt Nam thì điều đó chắc chắn tới đây sẽ là một điều rất là vui mừng. Tuy nhiên, STV cũng muốn chia sẻ cái đoạn này để cho cô chú anh chị và các bạn nhìn rằng là những cái kẻ chống phá nhà nước và những cái, đặc biệt là những cái trường hợp mà đã tham gia chống phá, xuyên tạc, bôi nhọ vợ chồng doanh nhân Huy Dũng như là Thái Văn Đường hay là Đường Văn Thái, nó khổ sở và nó ô nhục như thế nào khi làm tay sai cho những cái thành phần chống phá một đất nước đang yên bình, cuộc sống của người dân đang yên ổn. Chúng ta thấy rằng ở Việt Nam chúng ta rất thoải mái, có được quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Thế nhưng lại bị những cái thành phần như Thái Văn Đường và Trương Quốc Huy hay là một số thành phần chống phá nhà nước xuyên tạc. Về vấn đề này thì có lẽ những người này sẽ không bao giờ có đất sống ở Việt Nam, bởi vì dù sao đi chăng nữa họ cũng bị người dân Việt Nam coi thường. Và đây Thái Văn Đường còn bị vạch mặt ra tiếp như thế này: thường xuyên tạo lập và phát tán trên YouTube nhiều tin tức bịa đặt, thông tin giả xuyên tạc tình hình ở đất nước. Rất nhiều ý kiến trên cộng đồng mạng đã phản đối hành vi sai trái của Đường Văn Thái và gọi y là kẻ tiểu nhân, kẻ bán nước cầu vinh. Từ Đường Văn Thái cho đến Lê Văn Thương, Phạm Minh Vũ, Trương Quốc Huy và Trần Minh Nhật cùng một số kẻ khác đều có quá trình sa ngã, dần trượt dài từ một công dân
thành những kẻ phá hoại đất nước, lo sợ trước sự phản ứng của người dân trong nước và sợ bị pháp luật trừng trị. Các đối tượng đã tìm cách đào tẩu ra nước ngoài, bám gót các thế lực chống đối và lợi dụng không gian mạng để phát tán tin giả, thông tin bịa đặt chống phá nhà nước, bôi nhọ hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế. Đấy là cái mà trên báo Công an Nhân dân đã chia sẻ. Thế còn với Etnam TV cũng như là cô chú anh chị và các bạn, chúng ta tập trung trong cái drama này thì chúng ta nhìn là chúng ta đã thấy rằng là Đường Văn Thái trong cái quá trình liên quan đến những câu chuyện của C. Nguyễn Phương Hằng thì Đường Văn Thái đã đưa những thông tin bịa đặt rằng là doanh nhân Huy Dũng muốn chiếm đoạt tài sản của C. Nguyễn Phương Hằng. Ở đâu ra cái câu chuyện mà nó thể hiện cái sự ngu dốt và ngu si đến vậy? Rất nhiều người dân đã không hiểu về vấn đề này, rất nhiều cô chú anh chị và các bạn không hiểu về vấn đề này. Trong cái câu chuyện liên quan đến C. Nguyễn Phương Hằng, cho dù chị ấy vượt qua làn danh đỏ liên quan đến câu chuyện pháp luật, vì bản thân chị ấy đã từng nói chị ấy không có ai là người thân ngoài doanh nhân Huỳnh Dũng, gia đình, những người ruột thịt của chị ấy cả. Và chị ấy cũng không tin tưởng ai ngoài những người đó. Thế vậy nhưng trên một không gian mạng thì những thành phần chống phá đất nước và đặc biệt là muốn dùng những câu chuyện liên quan đến những cái drama như của C. Nguyễn Phương Hằng để kích động mọi người hiểu sai về chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và còn hiểu sai về những nhân tố, những người khác trong những câu chuyện. Đấy chính là cái mục đích của Thái Văn Đường và cái nhóm đó. Cũng giống như câu chuyện mà Trương Quốc Huy đã từng chia sẻ, những thành phần bán nước cầu Vinh này thì làm gì có cái cơ hội nào để chứng kiến được cái sự thay đổi của đất nước hàng ngày, và vị thế của đất nước chúng ta đang có một cái vị thế rất là uy tín trên trường quốc tế. Những kẻ như Trương Quốc Huy miệng thì nói rằng là không ưa gì Đảng Cộng sản Việt Nam, thế nhưng cái mồm của anh ta, cái miệng của anh ta lại ăn rất nhiều cái sản phẩm từ Việt Nam gửi qua và bán ở nước ngoài. Anh ta tẩy chay những xe điện của VinFast, nhưng anh ta chắc gì đã có tiền để thụ hưởng được những cái đó. Mà cho dù có được thụ hưởng thì với những cái lời lẽ đó thì nó chỉ chứng tỏ những cái kẻ này là những cái kẻ bất mãn đối với cái chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, và bản thân họ cũng đã từng phải trả giá cho những cái việc đó. Kể đến đây chúng ta mới thấy rằng là những cái thành phần như Thái Văn Đường hay Trương Quốc Huy, hay là những cái thành phần chống phá nhà nước như những cái nhóm báo sạch ở trong nước cũng vậy, chủ yếu muốn kiếm lợi nhuận từ cái việc chống phá nhà nước, để câu kết với tổ chức phản động ở nước ngoài, bán nước cầu Vinh. Như vậy thì con sâu làm sầu nồi canh và nhận cái sự khinh bỉ của cộng đồng và người dân trong nước. Như vậy thì không biết là họ suy nghĩ ra làm sao. Bản thân họ trước hết đã làm cho gia đình nhà họ cảm thấy xấu hổ vì có những cái con người như họ rồi. Cho dù có nói gì đi chăng nữa thì họ về Việt Nam hay là họ ở nước ngoài, họ cũng không bao giờ có được cái mà chúng ta đang có, đúng không ạ? Để nói đến đây thì chúng ta lại nhìn thấy cái câu chuyện của C. Nguyễn Phương Hằng khi cái giai đoạn drama nó căng thẳng. Tại sao bản thân chị Hằng, chị ấy đã vạch mặt và không bao giờ tuyên bố, không bao giờ chơi với những cái thành phần như Thái Văn Đường hay Trương Quốc Huy? Có lẽ cũng chính vì những cái lời nói của chị ấy, nó đã khiến cho những cái tổ chức, những cái nhóm người, những cái con người này, những cái cá nhân, những cái tổ chức này cảm thấy bất lực và không thể làm gì được, thì bắt đầu quay sang là chống phá, là đưa ra những cái lời nói, đưa ra những cái kiểu cách kích bên này, kích bên kia, để khiến cho người dân, một số khán giả thiếu hiểu biết hay là chưa hiểu biết về những cái thành phần này sao động và có những cái ý kiến trái chiều nhắm vào các cơ quan chức năng. Đấy chính là lý do tại sao mà báo Công an Nhân dân đã vạch mặt những cái thành phần này từ rất lâu rồi. Đây cũng là video mà Etnam TV muốn chia sẻ với cô chú chị và các bạn để chúng ta thấy rằng là cái sự nguy hiểm của những cái đối tượng chống phá nhà nước nó như thế nào, đúng không ạ? Và để cho chúng ta thấy rằng là bản thân Thái Văn Đường và những cái thành phần như Trương Quốc Huy, giờ bản thân họ đã thua bà Nguyễn Phương Hằng trong câu chuyện lôi kéo hay là kích động. Họ đã thua một người có bản lĩnh như doanh nhân Huy Dũng, cũng như là vợ chồng doanh nhân Huy Dũng, cũng như là công ty Đại Nam. Đây là điều mà rất là
chúng ta nhìn thấy rất là rõ trong cái câu chuyện. Còn về việc nếu như Thái Văn Được bị bắt dẫn giải về Việt Nam, đó là một cái điều mà chúng tôi rất là hoan nghênh nếu như điều đó là sự thật và đưa ra xét xử trước dư trước trước tòa án, trước công luận để trả giá cho cái việc làm của mình. Xin được cảm ơn tất cả của chú anh chị và các bạn. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những video tiếp theo. Hy vọng của chú anh chị và các bạn sẽ luôn ủng hộ cho những sản phẩm mà Etam TV đọc bán, đó là đông trùng hạ thảo ngâm mật ong, đông trùng hạ thảo khô và tươi của Etam TV. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc cô chú anh chị và các bạn sức khỏe bình an.